Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình sẽ review tất cả những loại trái cây. Đây là trái keo thúi mình mua ở chợ nha các bạn. Nửa ký trái keo khoảng 90.000 tiền Việt Nam cho nửa ký nha. Nè, trái keo là tuổi thơ của mình ở Việt Nam á. Việt Nam thì cái trái nó ngắn thế này thôi. Mình sẽ review tất cả. Đây là ớt. Ớt chuông này mình nghi là nó thúi cộng hôi nha các bạn. Hôi thúi nha. Ớt này mình nghi thôi, không biết có giống ở vườn mình không, mình sẽ review thử cho các bạn xem. Rồi đây là một mớ cà chua ngon nha. Còn đây là trái su su trắng, mê chưa? Đó, mình để cho các bạn xem thôi chứ mình không có ăn. Cho các bạn thấy trái su su trắng nó lạ ha. Có cái trái này nó già, để mình trồng này ha. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi vô review. Mình mê nhất là cái món thúi này nè các bạn. Nó ngon nha. Nó thúi nhưng mà nó thúi ngon. Mời các bạn cùng ăn trái cây lạ với mình nha. Hôm nay review nhiều thứ mà toát mồ hôi sôi nước mắt các bạn. Cái trái này nè, để mình ăn thử cho các bạn xem. Bạn nào chưa biết trái này? Có bạn nào chưa biết trái này không? Trái này mà chưa biết là vậy là ở cái vùng quê của các bạn, chỗ ở của các bạn nó không có mọc trái này cho nên các bạn không biết. Chứ thiệt sự ai cũng tuổi thơ ai cũng biết trái này nha. Đó, đó các bạn. Thấy chưa? Nè, trái này thừa biết ha. Mình thì mình biết trái này lâu lắm rồi. Cái mình qua Mỹ, mình ở đây thời gian mấy năm trời luôn á. Tự nhiên mình vô tình đi chợ Ấn Độ, các bạn, mình thấy người ta bán trái này. Wow, mình mừng quá, mình về mình mua cả ký luôn. Chừng này là khoảng 1 ký nè, ký hơn nè. Chừng này phải 3 phao á, phải là ký 3 á. Là cứ phao là 90.000 tiền Việt Nam nha. Phao 3 đô 99 là cho 4 đô đi. Đó. Trái này thì ăn thử nha. Đây, trái keo. Ở vùng quê nào á, các bạn có bạn nào gọi tên trái này là tên gì khác không? Mình thì mình gọi là trái keo. Keo này thì hay mọc ở hàng rào, nhưng mà được bán những cái trái mà còn non á, ở Mỹ á, rất là cao giá, bán ở chợ Việt Nam á. Nè các bạn, bán non tới 7-8 đô la cho một phao. Không biết người ta về người ta xào ăn hay sao á. Mà mình thấy người Việt Nam mình ở Cali nè, cũng trồng cây keo này để hái trái non cho xào ăn. Nó hôi thúi nha. Nó thúi nữa. Ăn trái này mà ăn xong nhớ đánh răng xong nó cũng không sạch các bạn ơi. Nó hôi từ trong ruột mình, nó hôi ra. Mình nói chuyện là nó phun cái hôi ra nha. Nó hôi lắm nhưng mà nó ngon. Hôi ngon. Nó là trái cây tươi mà. Ngon. Đây các bạn. Hạt nó bự ha. Các bạn thấy rõ không? Bự quá chừng luôn. Ăn trái này bụng đói các bạn. Mình ăn vô việc được dung sáng. Thấy người ta nói trên online, mình thấy vậy đó, không biết phải không nữa. Bạn nào tìm hiểu cái trái này ăn tốt cho cái gì ha. Wow. Ngậy ngậy. Hôi hôi, béo béo, ngọt ngọt, vị nó ngon. Ngon hết. Cái này nè, hồi nhỏ mình hay chèo cây mình hái. Hái về mình hay giảm muối ớt á. Xong mình trộn, mình lột mấy cái hộp này ra, mình đổ một tô luôn. Xong mình trộn muối ớt vô trong đó, ăn cũng ngon. Lấy muỗng xúc ăn. Mà để lột ra được một tô chắc cũng ngã xỉu, cũng lâu lắm. Mà ăn trực tiếp lên cái trái như thế này nó ngon. Có bạn nào thích ăn trái này không? Ăn trái này xong đi ra ngoài không dám hả miệng. Mà bây giờ rất là tiện, bịt khẩu trang rồi cho nên cũng đỡ thúi nha. Ai ăn
trái này một lần là mê tới già. Nhiều bạn vậy chứ ăn không được nha. Nhiều người người ta ăn trái này không được. Không phải cái vị ai cũng hợp trái này. Ba trái ngon các bạn ơi. Ăn này no thôi à. Ngon chi mà nó ngon dữ các bạn. Nó ngon hơn cái chi hết hôm nay á. Ngày hôm nay ăn cái gì cũng không ngon bằng cái trái này. Trái này là ngon nhất. Mà ăn nhiều nó say nha các bạn. Say sẵn mặt mày nha. Rồi ăn nhiều á, nó còn bị lỡ miệng nữa. Trái nóng nha, mình ăn nhiều nó lỡ miệng. Cho nên á, mình ăn vô mấy ăn sáng ở trong bụng mà nó xỉu hết. Trái này cho trị dung sáng nè. Nên nhà bạn nào có cây nè, hái vô ăn lúc buổi sáng nha. Biết ăn buổi sáng có gứt không nữa, hay là mình ăn miếng cơm vô đi, cho mình ăn trái này thử con dung sáng nó có ra không. Nó kêu nghe vui tai ha. Đó cái này các bạn đó. Ngon lành. Ăn trái này thôi ha. Mình sẽ thử qua ớt thúi. Còn rất là nhiều thức ăn của người Ấn Độ, nhiều lắm, mình chưa thử. Bánh mì nè, chưa thử nè. Bữa nào mình làm video thử bánh mì Ấn Độ nha. Không biết nó ra sao nữa. Đây nè các bạn, rất là nhiều luôn. Rồi bánh tráng, bánh đa, đủ thứ bánh hết á. Rồi, bây giờ mình sẽ thử trái ớt chuông thúi nha. Hồi trước ở vườn nhà mình có trái màu vàng giống vậy. Mà ở thúi, cái hộp nó bự. Không biết trái này ở thúi không. Mà thường những trái cây thúi là bán cao giá nhất trong chợ nha các bạn. Ngộ vậy đó. Ân độc quyền chơi vậy á. Ta hôi ta thúi nhưng mà ta cao giá nha. Chứ không phải là ta thấp giá đâu. Đó. Đây à, trái su su màu trắng. Tí nữa mình thử miếng luôn. Không dám mời các bạn. Coi mình ăn nha. Rồi chuẩn bị ăn nha. Mời các bạn. Tưởng tượng nó thúi nhưng mà nó không thúi các bạn. Nó mới hôi thôi, chưa có thúi. Ở trong nè, nó ngọt ngọt, nó hăng hăng, nó hôi hôi, nó chưa tới thúi. Ở trong là hộp màu đen nha. Trái ớt chuông hộp màu đen. Đây, mình sẽ trồng trái này luôn. Bẻ ra cho các bạn xem nè. Ở trong hộp đen thui luôn, nhưng mà cái hộp nó rất là bự. Nó bự chứ không nó nhỏ đâu nha. Đây, cái hộp nó dày mà bự cực kỳ luôn. Nè, các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy rõ không? Đó, mình sẽ trồng trái này. Mùa hè mình sẽ hái mình ăn cho các bạn xem luôn ha. Nó hôi nha. Khó ăn, nồng. Cay. Cay quá các bạn ơi. Mình tưởng nó ngọt. Hồi nãy sao không cắn thấy cay vậy? Sao bây giờ nó cay? Không thể tưởng tượng nổi, nó cay khủng khiếp luôn. Ủa mình nãy mình cắn ở đâu không cay vậy ta? Hả? Chẳng lẽ hồi nãy cay mà không biết sao? Wow, cắn trên đỉnh này nó cay.
cay khủng khiếp luôn á. Không nói nên lời, nói quá chừng. Không nói nên lời mà quá, nói quá chừng, khổ ghê. À, ho luôn các bạn ơi. Ơi, dã man thiệt. Nó cay mà nó thúi, nó hôi nữa, chứ không phải cay không. Ăn xong rồi nó thấm, nó cay từ từ nha, chứ không có cay một lần. Đây, trái su su trắng nha. Su su trắng, lựa trái nào non non á. Chưa trái già để trồng, để uống ha. Không biết trái nào non, trái nào già. Đây các bạn, cắn thử miếng nha. Wow, quá quá. Nó giòn, một cách là nó giòn, nó ngọt nha. Nó ngon hơn trái su su xanh nhiều lắm. Nó giòn rụm. Trái su su trắng tuyệt vời. Hy vọng là mình ươm trái này lên mình trồng nha. Ngon lắm. Cái này ăn sống còn ngon. Ăn xào nấu chắc bảo đảm là ngon cả nồi canh luôn ha. Ngon nha. Ngon. Ngon. Nói tới nó lui nó cũng ngon. Nuốt nó cũng ngon. Nhìn nó cũng đẹp. Nói chung là trái su trắng này rất là ngon. Đây các bạn. Thôi. Cà chua. Cà chua khỏi phải chê. Cà chua này, cà chua này là của Mỹ. Màu cam. Số 1. Màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu đen. Đó. Rất là đã. Màu xanh nữa nè. Màu xanh là cái hộp nó màu xanh luôn. Cái này là cái giống nó màu xanh, chứ không phải là nó chưa chín nha. Cà chua đó. Nhìn đẹp quá ha. Trái màu đen này, ăn thử nha. Cà chua rửa nó cũng không hết bụi, mình lấy giấy mình chua. Đây. Chua chua ngọt ngọt. Màu đen ngon quá. Xuất sắc. Ngon quá. Đỉnh ngon. Các bạn ơi, hôm nay thử hai cái này ngon nhất nè. Này nhì. Quá xuất sắc luôn. Cà chua vàng nè. Đã. Cà chua đỏ. Trái nào cũng ngon. Cái cà chua xanh nè. Giống màu xanh. Cái hộp nó xanh lè luôn. Giòn, chua. Mê quá. Trái bự nhất nè các bạn. Chưa các bạn. Quá bự luôn ha. Đó. Mình thích ăn cái trái này nè. Nó già già. Chưa tới già đó. Nó chuẩn bị sắp bước qua già đó. Cái ăn nó vừa. Còn già quá thì ăn nó đắng. Còn non quá thì ăn nó không có vị gì hết. Nó ngọt ngọt thôi. Cái trái keo này lột ra y như là bánh xe tăng chạy ấy các bạn. Các bạn để ý xem, mình lột lại cho các bạn xem. Y chang như là cái bánh xe tăng nó đang chạy giật 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 dễ. Lựa trái nào dài. Đây. Trái này là nó già nhất nè. Đó, giống như bánh xe tăng nó đang chạy không? Nó đi cà giật như robot ấy. So sánh nha các bạn. Hai hộp. Một hộp non và một hộp già nè. Bạn thấy không? Nó khác biệt một trời một vực luôn. Đây. Bự ha. Ăn ngon nha. Bạn nào ăn thử nha.
Nói hột bự già không ngon mà cũng ngon lắm á. Qua wow. Các bạn ơi, dạo này mình thấy bạn đồng nghiệp làm YouTube bị nhiễm bệnh đó các bạn. Buồn vô cùng luôn. Cái bệnh đó mình không biết. Mình đi vậy thôi chứ mình đâu có biết khi nào nó dính vô người mình không biết được. Mấy ngày thấy mũi rát rồi khô khô cũng lo lo sợ sợ các bạn ơi. Cho nên á, các bạn hạn chế đi ra ngoài, hạn chế ra ngoài nhiều nha. Nên mình đi chợ mình hay mua nhiều để mình cái lượt đi của mình á nó bớt đi. Chứ mình đi nhiều cũng nguy hiểm, dở nhiễm virus corona. Sợ quá các bạn ơi. Nhiều người người ta khỏe, người ta nhiễm cái người ta chống được, người ta vượt qua được. Còn nhiều người không may cơ thể mình không có chống được cái kháng được một cái con virus á, nên là mình gục thôi à. Cho nên uống vitamin mỗi ngày các bạn ơi, uống vitamin mỗi ngày để mình cơ thể của mình nó mạnh lên tí ha, nó chống cự được mấy con lắm. Qua wow. Các bạn bây giờ thấy trái cây, đi chợ thấy trái cây là coi như nhớ cái vườn, nhớ vườn nhiều lắm. Nhiều bạn cứ nhắn tin nói chị ơi, cô ơi xin cô ra vườn hái trái cây đi, con nhớ vườn lắm. Mình nghe mình nói xong tự nhiên cái mình khóc các bạn ơi. Xong mình vô mấy cái video cũ á, mình mở lại mấy cái video cũ mình coi, xong chảy nước mắt. Bây giờ vườn đâu có đâu, đâu có đâu mà ra quay. Bây giờ trời nó lạnh á, nó cây cối nó trọc hết trơn lá, nó còn là sườn cây khô thôi, nhìn giống như là khô vậy á. Phải tháng rưỡi nữa nha, tháng rưỡi nữa sẽ có hoa đào, hoa cherry, hoa mận. Tháng 3 đó, tháng 3 là hoa nở liên tục. Hoa dâu, hoa lê, hoa hồng, hoa của trái hồng, rồi hoa táo, nhiều loại hoa lắm. Tháng 3 là coi như rực, vườn của mình là sắc màu hoa. Tháng 3 mình sẽ ra khu vườn thần tiên của mình nha. Năm này khu vườn thần tiên của mình không trồng những cây bí cái gì nữa, mình trồng tất cả những cái cây cao nha, như là cây lê, cây táo, cây cherry, cây việt quất, rồi cây lê của người Á Đông á, người châu Á các bạn, lê đó ngon cực kỳ khỏi phải nói. Rồi cây gì nữa ta, cây hạt ốc chó, rồi cây táo màu tím, nhiều lắm. Cây nho, cây cherry lùn, còn gì nữa ta, có gì trồng hết luôn không? Cây táo tàu, coi như là mình sẽ trồng hết bên cái vườn thần tiên. Xong rồi trưa lại treo giỏng ở đó ngủ nha, thử thách treo giỏng lên cây ăn trái ngủ xem sao, xem cây nó có gãy không. Đó các bạn ơi, bây giờ YouTube bị lỗi á, người ta không có gửi thông báo về cho các bạn xem. Thì các bạn vô đăng ký lại rồi nhấn chuông lại nha các bạn. Thì YouTube nó mới trở lại bình thường, còn không có cách nào. Cho nên bây giờ lượt view của mình đó, nó tụt. Nó kệ tụt thì mình
mình cứ từ từ thôi, từ từ mình quay phim chứ tụt mình cũng phải làm cho các bạn xem chứ. Đó, hôm nay là cái ngày mà tuyết rơi hụt các bạn ơi, mình tưởng nó tuyết rơi mà tuyết nó không rơi, cho nên á mọi kế hoạch mà nấu ăn ngoài trời á tạm ngừng, đợi tuyết rơi ra nấu. Hay là các bạn muốn mình nấu không tuyết rơi, mình kế hoạch là tuyết rơi bye bye, xong mình đứng mình nấu giống như ở trong phim kiếm hiệp. lửa bốc lửa lên rồi hơi lạnh nó xuống cái nó ra một cái khói ảo mờ mờ màu trắng, thấy rất là đẹp á. Wow, càng ăn thì nó càng ngon. Thôi chắc hôm nay mình ăn cái trái keo này nó rất là xuất sắc, không còn gì mà cái vị nào mà mình thích bằng cái trái keo này các bạn. Vị này chỉ riêng là trái keo thôi, không có mùi nào mà giống mùi này hết trơn. Nên ăn trái nữa sẽ kết thúc video nha. Đó, kéo trái keo y chang như chiếc xe tăng chạy vậy. Thì hôm nay mình xin dừng video ở đây. Mình uống miếng nước các bạn ơi. Nói chứ mấy cái trái cây mà hôi thối này nè các bạn, nhiều view lắm. Các bạn xem. Nhiều trái cây khó ăn lại các bạn thích xem, biết sao nữa. Sang năm mình trồng ở cái vườn nhà mình nha. Thì hôm nay mình xin dừng video ở đây. Các bạn xem video nhớ ủng hộ giúp mình một like nha, đăng ký giúp mình luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ nhấn chuông lại để nhận được những video gửi từ thông báo tới nha các bạn. Và cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chúc các bạn và các em nhỏ và bà con cô bác thiệt là nhiều sức khỏe. Xin tạm biệt.